xuống máy anh. Xin chào quý vị và các bạn đã đến với kênh video của Điện Máy Bình Sơn. Hôm nay thì chúng tôi về được hai chiếc máy cắt máy cưa xích 365. Bây giờ đang là cái thời điểm ngày hôm nay là ngày 10 mấy nhỉ? Hôm nay như là ngày 10 để tôi xem nào. Hôm nay là mùng 10 các bạn ạ. Hôm nay là mùng 10 tháng 3 năm 2021 thì cái cưa này thì các bạn có thể biết được là nó hết cách đây khoảng tầm 1 tháng rồi. Rất là nhiều bác đặt mà không có. Thì hôm nay thì chúng tôi nhận được hai cái, mới lấy được hai cái hãng thôi, và có một khách đã đặt chiếc máy này xem nào, tôi xem nào, từ ngày mùng 2 đặt tiền chuyển hết rồi, từ ngày mùng 2 để đợi và hôm nay nó về hàng này. Và cái cưa này là cưa của anh Nguyễn Văn Hoàng, đội 5 Lọng Luông Điện Biên các bạn nhá. Thì anh nhờ quay video này và gọi là test thử cho anh ấy, cũng như là gọi là giới thiệu qua cho anh ấy cách sử dụng đấy nhá. Nguyên C này mới tinh luôn nhá. Đây là keo này các bạn này. Đấy, tôi bóc hộp cho khách hàng này và gửi cái video này cho khách hàng xem. Các bạn đấy, đây là một chiếc Husqvarna 365. Ở đây thì chúng tôi quay nguyên đầu thôi, còn lam xích thì không quay, bởi vì lam xích thì khách lấy loại nào thì mình lắp loại đấy thôi. Đây, 365 chính hãng luôn nha các bạn nha, cam kết giả nhái đền 10 tiền. Con này sản xuất năm 2020 các bạn nhìn này. Đấy, sản xuất năm 2020. Đây, các bạn nhìn thấy không? Tem đen này. Đấy. Tất cả các thứ ok hết. Hàng này về được đúng hai con, chán luôn. Khách đặt một con từ ngày mùng 2. Bây giờ mới về và trả được. Đấy, đời 2020. Chế hòa khí của nó là chế Quam Pro nha các bạn nhá. Nhiều bác hỏi chế Yama, chế Quam Pro các bạn ạ. Và con này thì hơi nó không có số đâu. Đời 2008 trở về trước mới hơi có số. Đây hơi không có số đâu nha các bạn nhá. Xin lỗi các bạn. Rồi, các bạn nhìn thấy không? Hơi thì là nó chỉ có dập cái logo Hus ở gần chỗ da của bô này thôi. Chắc các bạn sẽ không nhìn thấy đâu. Đấy, hai ốc hãm lam. Thế thôi, không có gì cả. Nè gió rồi, cái này thiết kế truyền thống rồi. Nên thiết kế bao nhiêu năm nó vẫn như thế thôi. Bây giờ chúng tôi sẽ nổ thử cho bạn xem nhé, cũng như là để cho khách hàng theo dõi. À, khi mà khởi động ấy thì đơn giản lắm, các bạn đổ xăng đổ nhớt vào, kéo le gió ra, bật công tắc về vị trí mở. Đẩy này là tắt nhá, các bạn bật công tắc về vị trí mở. Các bạn dập nổ xong bắt đầu nó bụp một cái thì các bạn sẽ đóng le gió vào và các bạn giật nổ lại. Thế thôi. Còn đây là giảm áp này. Đây là giảm áp để cho các bạn ví dụ là muốn giật nhẹ thì các bạn ấn áp vào nhá. Thì các bạn giật thì nó sẽ nhẹ hơn. Này, xịch xịch này, các bạn thấy không? Đấy, ấn áp vào nó kêu xịch 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 này. Thấy không? Còn không đóng áp này thì nó không có tiếng đấy. Đấy chưa? Đấy, để các bạn lưu ý. Rồi, test thử luôn cho khách xem. Đổ xăng đổ thử luôn, phá tring trước này nhá. Cổ đưa cho khách bảo khách về phá, khách cứ bảo thôi, anh phá hộ em. Đổ hai bình này thì các bạn treo lên nhá, vẫn phải đổ nhớt. Vẫn phải đổ nhớt ra làm xích. Vẫn phải đổ nhớt vào đây, kể cả các bạn chạy garanti. Để cho nó kệ tự tời. Các bạn treo lên, khi mà nổ rốt đa ấy, đừng đặt xuống này, nó nhảy này, rất là bị hại lốc nhá. Treo lên thế thôi chứ không có gì cả. Máy này nó rất là dễ. Đổ vào đi em. Chán luôn các bạn, đợi hơn tháng có hai con. Xăng đấy có khi phải pha thêm không? Anh vừa pha rồi. Các bạn lưu ý nhá, tỷ lệ xăng nhớt pha nó phải chuẩn vào. Mỗi loại nhớt tỷ lệ pha nó sẽ khác nhau, không phải loại nào giống như loại nào. Cho thêm tí nhớt đi. Các bạn có thể cho thêm nhiều nhớt một tí cũng không sao, nhưng mà ít nhớt là hơi khoai đấy. Ít nhớt là toang luôn đấy, thôi nhiều quá. Thôi không phải cho đây rồi, nổ thử xong rồi tắt luôn mà. Không cần phải cho cái này. Các bạn nổ garanti thì phải cho. Nhớ nhá, nổ garanti là không được lắp lam xích. Không được lắp lam xích. Nổ garanti là không được lắp lam xích và không được khóa phanh. Thế này là khóa này. Thế này là không khóa này. Thế này là khóa này. Thế thôi, chả có gì cả. Rồi, nổ thử. Kéo le gió này, bật công tắc này. Đấy. Đấy, nó bụp cái là ok. Đóng gió vào là giật thôi. Đấy. Ta nghe tiếng máy này. Đấy.
Đấy, tắt, bây giờ tắt thôi, tắt là tắt. Bây giờ muốn nổ lại thì không cần kéo le gió nữa, bật công tắc ra về vị trí mở. Không kéo le nữa nhá, để nguyên như này. Và giật thôi. Này, kéo lên mắc vào đâu thì giật đến đấy nhá. Đừng có mà tốc hẳn lên như này dễ rất trượt cá, kéo đâu mắc đến đấy. Thế thôi. Thứ nhất là chúng tôi không đổ nhớt vào đây thì khi mà vận chuyển nó sẽ rất bẩn, mình sẽ lại phải vệ sinh. Thứ hai là máy mới, do đó là mình không muốn ga lên như thế rất là hại máy. Cứ để về khách đổ garanti xong rồi thì khách đưa vào sử dụng, lắp lam xích vào sử dụng thì khách hàng ga sau nhá. Còn bây giờ mà mình ga nhiều quá thì nó sẽ hại, vì là khi mà là chưa lắp lam xích tua vòng lên cao lắm. Rồi, nếu các bạn thấy video hay, vùng like, subscribe kênh, đăng ký, bật chuông thông báo liên tục cập nhật những video mới nhất nhá. Rồi, cảm ơn khách hàng đã quan tâm và theo dõi, ủng hộ cho Điện Máy Bình Sơn suốt thời gian vừa qua. Rồi, một lần nữa thì xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video lần sau.